Và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn thanh kiếm Nhật Katana, trị giá 27.000 trên Shopee. Nhưng đây mới là nhân vật chính của chúng ta, đó chính là thanh kiếm MSI Katana GF76 với giá là 27 triệu. Với cái mức giá gấp 1.000 lần, thì liệu cái sản phẩm này nó có thể mạnh như thế nào? Hãy cùng nhau khám phá nha. Và với các cái series laptop gaming của MSI trong năm nay thì họ vừa ra mắt cho chúng ta một cái sản phẩm mới ha. Mình thấy đây là con MSI Katana và mình thấy là có rất là nhiều người quan tâm về cái sản phẩm này, tại vì đây là một con laptop gaming với cái kích thước rất là lớn, màn hình 17.3 inch ha. Chúng ta có một cái khung máy siêu to khổng lồ luôn các bạn. Mặc dù là ở trong này đã để một cái cụm phím có cả numpad, bạn là bật đường 180. Có cả numpad ở trong này luôn ha, nhưng mà nó vẫn còn thừa ra hai cái rãnh hai bên rất là nhiều ha. Phải chi là nếu như mà MSI họ làm theo kiểu như là Apple á, họ làm MacBook á, họ có thể nhét thêm hai cái cụm loa hai bên như thế này cũng được, nó tạo cái hiệu ứng stereo lên trên cái phần phía người dùng, thì mình thấy là cũng hay. Cái thiết kế như các bạn thấy là mình cầm lên cầm xuống rất là khó khăn, bởi vì cái kích thước của nó vừa to mà trọng lượng cũng vừa nặng, nó nặng tới 2.2 kg, nên là nếu như các bạn nào muốn tập tạ ha, bỏ sản phẩm laptop vô trong ba lô rồi mang giác đi học này kia đó, thì các bạn cũng sẽ cần phải cân nhắc nha, tại vì sản phẩm này nó thật sự rất là nặng ha, 2.2 kg, cầm cả một tay như thế này thôi lát nữa là rung tay luôn đấy. Rồi về cái phần chủ đạo màu sắc, chúng ta vẫn có một cái series GF tiêu chuẩn với cái tông màu đen và đỏ khắp cái thân máy, và đây là một chiếc laptop với tất cả các mặt đều được làm bằng nhựa polycarbonate màu đen nha. Và kể cả có phần logo rồng ngay chỗ này nè, thấy không, nó cũng là dạng nhựa và được in chìm xuống dưới đấy, cho nên là nếu như các bạn muốn một cái logo màu đỏ vân vân ấy thì ở trên con này nó sẽ không có đâu. Cổng kết nối của máy thì mình thấy là chắc chắn là đầy đủ rồi các bạn. Đây chúng ta có hai cổng USB A ở bên trái hay ở bên hốc trái, và chúng ta có được một cổng USB A nữa, một cổng USB Type C và một cổng HDMI và một cổng LAN ở ngay chỗ này. Cái cổng cấp nguồn á nó sẽ nằm ở góc trên bên trái nha, cho nên là nếu như chúng ta muốn sử dụng mình thấy là hầu như là không có bị kén cổng kết nối, các bạn muốn có cổng nào cũng được. Nhưng phải chi họ cho chúng ta thêm một cái cổng đọc SD card, tại vì khung máy mình thấy là cũng khá là to đúng không, cái vị trí còn chống lại ở trên cái phần khung này mình thấy là cũng còn khá nhiều, nhưng mà cái cổng kết nối thì với số lượng này mình thấy là nó cũng chưa có ưng ý lắm. Cái phần mà hốc thoát nhiệt ở phía dưới này các bạn có thể nhìn thấy luôn cả nội tạng bên trong, những cái ống đồng hoặc là những cái đường vân 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 ở bên trong của cái bo mạch ha. Thì ở đây chúng ta có một cái hốc tản nhiệt theo cái hình gọi là gì, hình tổ ong đấy, và sẽ lấy nhiệt từ dưới và sẽ thoát nhiệt lên trên. Cái phần nhiệt lên trên sẽ đi ra từ một chỗ nè, hai chỗ nè ha, ba chỗ nè và chỗ thứ tư, à không, bên này không có, giờ là chỉ có ba chỗ thoát nhiệt thôi nha. Ok, đó là về tất cả mọi thứ liên quan tới cái thiết kế bên ngoài. Phần màn hình bên trong là một cái kích thước màn hình to 17.3 inch, độ phân giải Full HD và 144Hz tiêu chuẩn của các laptop gaming ngày bây giờ. Con này có mức giá là khoảng 27 triệu ha. Và cái phần giá tiền nó chủ yếu là all-in vào ngay cái phần cấu hình á. Cái phần màn hình này thì mình thấy là nó cũng bình thường, nó không có thực sự quá là đặc sắc hay là nổi bật gì cả, nó cũng như vậy thôi. Và chúng ta sẽ có được một cái phần bàn phím ngay phía bên dưới ở ngay chỗ mặt C, ngay chỗ này ha. Và lưu ý nha, cái khung này nó cũng được làm bằng nhựa ha. Tất cả mọi thứ ở trên cái laptop này từ cái phần vỏ ngoài đều là bằng nhựa hết. Các bạn sẽ không có bất kỳ cái chi tiết kim loại nào liên quan tới cái phần vỏ ha. Và bởi vì làm bằng nhựa và cái khung máy rất to, đây ngay chỗ này, cho nên là mình thấy khi mà rờ tay, đây rờ tay khi mà sử dụng cơ bản thôi, thì ngay chỗ này nó cũng không có bị quá nóng ha. Tức là cái phần nhiệt nó không có tỏa ra ngoài quá nhiều á, nên là nếu như các bạn nào cảm giác là tay của các bạn mà nó bị dị ứng nhiệt hoặc là các bạn quá khó chịu khi mà nhiệt độ nóng của máy khi mà chơi game, thì cái máy này yên tâm, ngay cái phần mà nhiệt nó loan ra ngay chỗ này á, nó sẽ không có nhiều lắm. Rồi các bạn có được một cái phần bàn phím với cái hành trình phím rất nông nha, rất nông và mỏng, và MSI họ còn cố ý mang cái phần khung phím này á nó hõm xuống dưới nữa đấy, các bạn có thể thấy được cái phần hoa văn
chỗ này ha. Cho nên là trong cái quá trình mà gõ phím thì mình thấy là cái cảm giác nhấn của bàn phím nó không cho là một cảm giác quá là sướng nha. Phím thì đồng ý, chính xác, nó vẫn khá là bật, nó vẫn khá là rõ ràng khi các bạn nhấn. Nhưng mà nếu như các bạn yêu cầu một cái cảm giác nhấn mà ngon hoặc là một cái cảm giác nhấn rõ ràng thông qua cái hình tìm phím dài á, thì cái con này nó không có được cái đó. Rồi, led ở trên phím cũng chỉ là led đỏ. Và các bạn nếu như mà thích những cái led màu khác á, thì ở trên sản phẩm này nó cũng không đáp ứng được cho anh em. Về phần touchpad ở trên máy, mặc dù đây là một cái sản phẩm laptop gaming nhưng mà rất đáng khen khi mà cái phần touchpad ngay bây giờ nó đã được làm gì mượt mà hơn hẳn. Mình nghĩ là ở đây MSI đã cố ý gắn lên trên nó một cái lớp phim ha, nên là khi mà các bạn di tay này, các bạn sẽ thấy nó rất là trơn ha. Và mình khi mà thao tác sử dụng, cho dù là mình gaming hay là sử dụng thực tế bình thường, thì mình thấy cái phần touchpad này nó cũng khá ổn. Nhưng có một cái là đối với cái con này thì touchpad nó hơi nhỏ, nó vẫn là cái kiểu touchpad như những cái con trước đây, chứ nó không phải là làm theo cái xu thế bây giờ. Tại mình thấy là xu thế bây giờ thì người ta thường hay làm là kể cả laptop gaming cũng cho một cái phần touchpad nó to hơn. Thì trên sản phẩm này thì cái phần mà khung touchpad nó vẫn còn hơi nhỏ. Phần cấu hình và hiệu năng sẽ là cái mình rất muốn focus cho các bạn. Bởi vì sao? Cái đầu tiên đó chính là cái máy này nó quá là to, đúng không? Và với những cái laptop to thì thường là cái phần mà lưu lượng khí di chuyển ở bên trong nó sẽ nhiều hơn hẳn so với những cái laptop mỏng nhẹ hoặc là khung nhỏ. Nên là chúng ta có thể tạm nghĩ được rằng là trước khi test game thôi ha, chúng ta sẽ có được một chiếc máy với cái hiệu suất sử dụng rất là ngon và thông qua cái phần nhiệt độ sẽ khá là mát mẻ, đúng không? Đó là cái dự đoán đầu tiên của mình. Và cái thứ hai, đó chính là cái máy này với mức giá 27 triệu đang sử dụng một cái cấu hình theo mình thấy là nó rất mạnh. Các bạn có CPU i7-11800H ở trên cái máy này, tức là cái con i7 mà hầu như là ngon nhất ngay bây giờ ở trên cái series H45. Và kèm theo đó nữa là con RTX 3050 Mobile ở trên này với 4GB RAM. Mình sẽ thử test qua một số những cái trình benchmark nặng nặng ha, cũng như là một số những cái tựa game nặng nặng như là Apex Legends, để cho các bạn coi là nếu như chúng ta sử dụng để mà chơi game AAA ở trên con này với mức giá 27 triệu thì có hợp lý hay là không. Và đây là tựa game đầu tiên mình test với cái máy này, đó chính là Final Fantasy 15 Benchmark, cái version 1.3, tức là cái version mới nhất hiện tại ha. Cấu hình máy các bạn đang thấy nè, CPU i7-11800H, 3050 laptop, VRAM là 4GB. À, và ở đây á, thì tất cả mọi thứ liên quan đến như là driver, card đồ họa, rồi phiên bản cuối cùng của Windows đều đã được cập nhật sẵn. Đây, chỗ này nha. Đây mình check update lần nữa cho các bạn thấy ha, mình đã cập nhật lên cái phiên bản Windows mới nhất rồi. Và ở đây thì cái driver đây. Đây cũng là Lasted Driver rồi ha. Và Game Ready Driver, được không? Ok, bắt đầu thôi anh em. À, cái này để full nha. Standard Quality. Và đây như các bạn đang thấy cái kết quả test của mình đối với game Final Fantasy 15 ha. Thì đây, GPU đang ăn là khoảng 60W điện, được không? Khoảng 50 mấy đến 60, mình cho là 60. CPU đang load chỉ có khoảng 30 mấy% thôi, lâu lâu mới giật lên được khoảng 50. Ha, cho nên là nếu như với cái con game này thì các bạn yên tâm là với CPU này hiện tại đang rất dư để các bạn có thể chơi ở một cái mức ổn định. Mình đang setting ở mức Standard Quality nha, tức là ở khoảng mức Medium á. Thì nếu như các bạn muốn chơi cái game này thì cứ set ở Medium, chắc chắn các bạn sẽ chơi tốt. Con game thứ hai mình test ở đây đó chính là Shadow of the Tomb Raider Benchmark. Thì ở đây các bạn lưu ý nha, do cái game này nó có hỗ trợ RTX DLSS, các bạn thấy ở đây không? Cho nên là bây giờ mình sẽ test cái game này thông qua cái chuyện là mình sẽ chia đôi cái màn hình video ra ha. Một nửa bên trái là không có DLSS và nửa bên phải là có DLSS ở chung một cái điều kiện setting graphic ha. Thì ở đây mình nói luôn cái phần setting graphic của mình. Đây, cái graphic á, mình sẽ để tất cả ở mức 2, được không? Mình sẽ để 2 đây ha, và mình để on những cái này, được không? Đấy, và VSync, sorry, đây. Ray Tracing nè, Ray Tracing thì mình sẽ để off nha, Ray Tracing off, và nó nằm ở cái Present 2 ha. Mình sẽ lát nữa mình sẽ để cái Present này thôi. Và test ra một cái là có DLSS và một cái không có, thì để cho các bạn coi là liệu hiệu năng nó chênh lệch như thế nào.
Tựa game thứ ba mình test ở đây đó chính là Apex Legend ha. Thì ở đây mình thấy đây setting nè, show cho các bạn coi luôn tất cả mọi thứ nha. Cái vi sinh mình để disable nha, để nó không có ảnh hưởng ha. NVIDIA Reflex mình sẽ cố ý để enable và boost để nó giúp giảm độ trễ cho cái tựa game mình chơi. Anti-aliasing để TSAA, tất cả mọi thứ để lên 2 luôn nha, 2 setting hết ha. Apply. Ok, chiến. Và đây là cái con game Apex Legend ha, mình đang để ở cái mức setting 2, các bạn coi thử FPS nha. Đây, các bạn nhìn cái frame time nha, frame time nó mà càng giật lên. Đây đây đây, mới rốt thấy không? Cái cục này là cục rốt nè. Đấy, nó giật lên mà nó giật càng nhiều thì có nghĩa là nó càng lag ha, nó càng thiếu ổn định. Đấy, thấy chưa? Mấy cái khúc mà tôi li vòng vòng đây nè là kiểu gì nó cũng sẽ lag. Đấy. Nhưng mà vấn đề nó chỉ là đang lúc bay thôi các bạn. Chúng ta đang có quá nhiều những cái chi tiết hiển thị cùng một lúc, đúng không? Và bây giờ tôi xuống đất nè. Đấy, các bạn coi FPS nha. Mức setting 2 ha. Thì các bạn coi cái mức load của CPU với lại GPU đi. GPU đang full load nhưng mà CPU load có ba mấy phần trăm. CPU này nó quá mạnh với cái game này. Được không? Đấy. Con này là tới 8 x 16 luồng anh em. Các bạn thấy FPS không? Ở mấy cái khúc mà trong nhà ha, nó ít chi tiết thì nó lên tới khoảng 90 mấy. Đúng không? Lên trên này, lên trên này, lên trên này. Đấy. Các bạn cũng nhìn luôn cái phần cột nhiệt độ giúp mình nha. Cái phần nhiệt độ ha, các bạn thấy là đang kẹt đang khoảng 80 độ đúng không? Kẹt khoảng 80 độ và CPU thì nó khoảng cũng 80 độ ha. Cái mức nhiệt này nó không gọi là mức nhiệt nóng nha các bạn. Nó ở một cái mức nhiệt đủ xài ha. Đấy, các bạn có thể thấy là cái mức FPS đang khá là ổn định ha. Nó rơi vào đâu đó khoảng... Đây đây đây, chỗ này. Có scope nè, có scope nha. Nó rơi vào đâu đó khoảng từ 85 cho đến 90 FPS ở mức setting 2 ha. Đương nhiên là tùy điều kiện ha, tùy điều kiện. Lát nữa cái lúc mà vòng bo nó sẽ thu vào á thì cái đó FPS nó cũng sẽ có chênh lệch đôi chút nữa ở ngay cái đoạn đó nha. Do là khi này chúng ta đang ở ngoài cái vùng bo ngoài ha, và ít chi tiết cũng như là ít người chơi ở cùng một thời điểm cho nên là cái mức FPS nó sẽ cao như vậy. Lát nữa thu vào những cái bo cuối á, nó sẽ rơi vào đó là khoảng 60, mình đoán là khoảng 60 đến 65 FPS nha. Vậy nên là nếu như các bạn muốn chơi game Apex Legends này á, thì con máy này nó hoàn toàn đáp ứng được. Cảm ơn anh em. Vậy xin được tổng kết, từ nãy đến giờ chúng ta đã có được thông qua phần thiết kế của máy, thông qua phần hiệu năng của máy thì cái cảm nhận của mình nó là như thế nào về các phần điểm yếu mà mình thấy vẫn còn tồn tại trên sản phẩm này và các bạn cần phải cân nhắc nha. Đầu tiên đó chính là chúng ta có một cái phần touchpad hơi nhỏ, đúng không, hồi nãy nói rồi. Thứ hai đó chính là cái phần khung phím và layout phím, cảm giác nhấn nó chưa thực sự sướng và chủng chỉ có mỗi led đỏ mà thôi, trong khi mức giá của máy thì hiện tại đã lên tới mức là khoảng 27 triệu rồi. Và cái thứ ba đó chính là màn hình của máy thì cái không gian màu bao phủ á, nó hơi ít với một cái kích thước 17.3 inch, nhưng không gian màu nó chỉ cho lại là tối đa khoảng 65% sRGB thôi. Nên là nếu như các bạn muốn có một cái máy với cái việc là trải nghiệm chơi game AAA mà hình ảnh nó phải đẹp mắt vân vân ấy, thì cái máy này nó sẽ hơi hạn chế về cái khoản này, cho nên là các bạn cũng cần phải cân nhắc rất là kỹ. Và ngoài ra cái điểm cuối cùng đó chính là cái phần mà cổng kết nối thì hơi bị đẩy sang bên phải quá nhiều, trong khi bên trái thì nó lại khá là ít những cổng kết nối. Mình nghĩ là đây là một cái kiểu bố trí nó chưa thực sự hợp lý lắm. Nếu như mà để bên trái thì cái việc mà chúng ta cắm những cái USB hoặc là chúng ta cắm những cái con chuột bàn phím vân vân thì nó sẽ tiện lợi hơn khi mà nó không có bị đưa ra một cái phần của cái giắc cắm USB-A nha. Và cái điểm sáng nhất của máy từ nãy đến giờ chúng ta có thể thấy đó chính là về phần hiệu năng cũng như là khả năng tản nhiệt thông qua cái fan Cooler Boost 5 và thông qua việc là chúng ta được trang bị một cái máy với 6 cái ống đồng rất lớn ở phía mặt đề, đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video, và nếu như các bạn có muốn mình chia sẻ thêm những cái sản phẩm nào đó khác hãy cùng nhau comment lại ngay phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.